Bây giờ muốn gì không cho tôi thấy. Thấy anh hàng Linh đi, còn không á, thì muốn gì cho tôi biết được thôi. Cần giúp đỡ Linh như thế nào? Đứng nhảy 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 nhót nhót kìa. Ở cái chỗ đó đó. Phía đây nè. Phía bên đông luôn. Ở đó. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Càng nhỏ nít cái mặt nó y đi qua bên đi qua cái phía kia khu đi, nhà máy bên kia đi, cái này là bóp 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 ghê quá ở trời. đây nguy hiểm quá, xách theo cây này luôn đi. Cái này cái trời ơi, cái gì trời 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 trời. Ớn rồi đó, xe hơi ớn rồi đó. Ban ngày mà cái đó rồi mà ban đêm họ hay ở cái cây đó nguy hiểm mày ơi. Cây sắp tắt lúc cây luôn À, để tao. á. Mẹ ơi. Ê. Bẻ cắm đầu đất đi. Rồi trời mưa rồi. Ê, ê, ê. Quá lò hả? Qua cái lò đi. Đi đường nào cho chắc ăn hơn. Qua cái lò này trước đi. Đi đi. Nguy hiểm quá. Trời 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 trời. Mà sách khen này thêm chi vậy? À biết. Tới đâu có đồ tới đó luôn á. Ôi chỗ này nguyên cái máy rớt luôn nè, nguyên cái máy luôn. Ừ. Sụp luôn nè, nguyên cái máy này sụp luôn. Mục quá. Ừ. Cái cây mới cầm luôn. Chắc tao mày không có lối thoát quá. Ừ có gì. Ê, ê. Lắm rồi. Rén ngang luôn rồi đó ngang. Cái dầu gì đó. Lớp bóp hoài. Coi coi. Cái gì? Dễ thộn nè. Thôi đứa nhỏ nào đó. Đứa nhỏ hả? À. Mặc áo giống học sinh có cái. Ê. Có cái dòng, có cái áo có học dòng sinh xanh xanh. hả? Thôi chứ tôi thấy đứa học sinh nữa. Nó đứng đây nè. Mà cái áo tay dài trắng trắng phải không? Như Tay cái áo ngắn. học sinh phải không? Tay ngắn. Tay ngắn hả? Có cái giống như cái. Không, tôi không nhớ hôm đó là tay ngắn tay dài nữa. Mà cái áo trắng như học sinh tiểu học vậy đó. Không, cái này chắc trung học quá, không phải tiểu học. Cũng bự rồi, lớn rồi. Ừ. Tiểu học có xíu rồi má. Không thì chắc trung học á. Trung học rồi. Ở trên sao hót tim quá vậy? Ê, đốt nhang mang tổ cái thánh đi. Tao thấy đứng đây nè, thấy nửa người nè, áo trắng. Ừ. Mà Tôi cái gặp con hai cái áo tay trắng. nó có cái giống như hai cái vòng áo áo như áo sinh vậy. Mà không biết phải không biết. Hồi trước tôi gặp cái bông như bông nam hay gì đó, bông nam bông nữ với tóc dài mà có mặc áo trắng. Tao à. Mà đi với bà già. Ở tóc dài. Ừ. Mà đi với chung với bà già. Bà già mặc đồ gì? Hôm trước cái bà già mà gặp đi cái khu nhà kia đó. Bây giờ áo xanh á. Ừ.
Lần trước mày gặp bà ở xí nghiệp đây này, chứ cái vòng cái vòng áo trắng đó. Mà lâu rồi mình không gặp bà ở đây á. Ừ, bà ở đâu, ở bên đó hôm trước. Nam mô Di Đà Phật. Ở nơi đây á, thì còn phong linh nào? Ê mày, khoan, cả Gì? nhà, thông cảm con khoan. Cái chỗ này nó đang thấm nước rất là dữ nè. Nó Gì? có nguy cơ sập á. Cái sập hả? Thấy không? Nó thấm nước á. Ở nước nhiều xuống mà. Ừ. Ở trong nữa kìa. Cái khu này bây giờ vô trong là nguy hiểm lắm. Nhưng mà có đứa bé nào ở nơi đây á mà có gì Gì? nghe không? Thấy tiếng động gì đó. Đâu rồi? Ở có cái bóng gì vậy? Nghe tiếng đi không? Có bóng gì vậy? Cái gì? Ê! Ủa cái tè. Đâu thấy gì đâu. Cửa mở quạt 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 quạt. Ê, Cái cái gì? Trời. Ê, con dơi. vô trong đây mày ơi, Gì? vô trong đây Gì em gì? đứng ngoài sợ. Vô đậu. Cái cây, cái đi rồi kìa. Nước quần ẩm ẩm đó đây. Dữ vậy? Gì chứ đó dữ vậy? À biết rồi. Ổng như đó. Đi trời. Có gì không? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Càng nhỏ nít cái mặt nó y cái gì xinh hả? Có mặt cái dầu không à? Đâu? Ở dưới nước bò lên đó. Phải không? Nhìn nhầm không? Nhìn nắm đầu mày thấy trời bò coi rồi chúng hai con mắt muốn rớt ngoài luôn. Ở đâu? Kìa kìa Ê! kìa kìa kìa. Từ từ. Ối được nha. Nguyên cái mặt nó dội không mà má ơi trắng nhách à. Đi nước rồi. Dội bò cái trắng còn cái mặt nó bí thịt rửa mà. Thúi á. Thì nó xình ưng. Sao dám ra đây, chỗ này ghê quá. Ngoài này giờ ra ngán quá. Có tiếng gì vậy á? Có gì không? Không. Ê! Cái bà ở sau lưng không kìa. Bà nào? Cái bà áo trắng. Ơi cái gì? Ơi Ê, cái gì? Ơi Ê, cái giò. Được không? Cái gì? Nhỏ nó bò lên kìa. Gì? Nhỏ nó bò lên. Đâu? Nghe dũng nước kìa. Ừ. Rồi. Vậy là cái tiếng nhảy lên nhảy xuống này là của thằng nhỏ này. Như nước kìa. Cái mặt nó dường như là bị giống như dầu vậy á. Đâu bụi dữ đi.
chị bay gầm gầm đấy quậy, quá bụi vậy. Có gì không? Không có gì. Bụi kinh khủng khiếp luôn. Tao thấy gì đâu, tao thấy mày không. Cái đầu mày nghe chẳng thẳng. Cái sao luôn kìa. Thấy không? Hả? Thấy không? Thấy gì? Cái bao học sinh đó. Đứng nhảy 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 nhót nhót kìa. Ở cái chỗ đó đó. Phía đây nè. Phía bên đông luôn. Ở đó đó. Không thấy. Đứng sát mé đó. Mày thấy mày lên đây, tao không thấy. Đâu, mày lên. Ở đâu rồi? Gì? Đâu rồi? Còn đó đó. Còn đây hả? Nuôi Phật. Con bé ơi. Thì tôi không biết là con Linh ở đây bao lâu rồi và chết lâu chưa? Thì không biết xưng hô như thế nào. Thì hôm trước tôi đến đây thấy vong của bé xuất hiện với vong của bà già, bà lão. Nhưng được mà mày. Hả? Ổn không? Nhưng mà tôi không biết là vong của cô với cái bà kia là gì với nhau. Thì nếu mà cơ duyên hôm nay vong của cô đây xuất hiện á, thì có điều gì thì cần giúp đỡ thì cậu cháu tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cho. Còn không? Còn thấy đó. Tôi không thấy. Ngay cái giữa luôn á. Giữa. Nhìn trong máy mới thấy. Đi chơi nữa. Muốn đi chơi thì ngoan đi. Rồi chúng tôi dắt đi chơi. Cẩn thận nghe, gần lắm đó nghe. Cái gì? Được không? Ê. Cẩn thận nghe. Có gì vậy? Có gì nắm níu vô vậy á? Tôi ngay chỗ mày đó. Được không? Cái gì vậy? Cái chẳng tao vô. Tôi không thấy. Nhìn vô máy thấy mà ở ngoài nhìn thấy. Cái gì? Ngày sau mình giao tiếp. Thì đó, để tôi zoom lại máy thử. Kìa kìa kìa, thấy nè. Nó đứng kế mày luôn đó. Dưới chân á. Bây giờ muốn gì không lo cho tôi thấy. Thấy hình hài Linh đi còn không á, thì muốn gì thì cho tôi biết được thôi. Cần giúp đỡ Linh như thế nào. Chứ bây giờ chúng tôi cũng không phải là người thánh thần những cái tao đi đẳng thì không ai nhìn thấy được. Bởi vậy ác gì mà giờ tôi tới không được. Cái ngoài này gì số ớn nghe bóp 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 rồi vậy chắc hỏi đầu mềm quá. Được không mày? Có thấy gì đâu được. Không được. Tao thấy kìa, nhảy trước mặt mày á. Đây hả? Ừ. Ở giữa, chính giữa. Này. Đúng rồi mày ngồi đó, đúng rồi đó, chính xác rồi đó. Bên đây nè, nhìn ngược quanh đây. Đối diện mày á, mà phía dưới. Đứa này. Nhỏ này, đứa bé này là bữa đó, bé nữ, nếu mà cái tầm tuổi khoảng chừng 2-3 tuổi. Mà đứa bé này nhìn cái có đâu má. Còn đó. Mà bị cháy nắng quá trời rồi. Hai mái cháy nắng. Bây giờ Hương Linh xuất hiện chứ tôi thấy được, tôi giao tiếp với Hương Linh được. Chứ bây giờ Hương Linh xuất hiện mà cháy mắt làm sao tôi thấy được. Còn ở đó đó. Đâu. Bực quá. Mà tôi coi cái. Nè. Thấy gì đâu. Nè đó. Đó. Thấy chưa. Ừ. Sao kỳ vậy. Chứ tôi không thấy gì chứ nghe. Được tao 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 vô giọng đi. Ừ. Ê da. Thì giống như mù á. Thấy gì đâu. Được, còn không. Còn. Còn nữa đó. Đứng đó.
Còn không? Trước mặt á. Ừ, đúng rồi, ngay đó luôn. Ừ. Cái gì? Ngay đây à? Ừ. Không thấy gì sao vậy? Thôi giờ cúng cho nó đi. Cúng đứa nhỏ này đi. Ừ. Nhỏ nó chắc không được. Ê giờ, cái gì? Không, 2-3 tuổi. Thì con thầy cái hồ sinh này cũng lớn rồi nhưng mà có con nhỏ. Nó còn đứng nhảy nhảy. Ê, 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 ê. Cái gì? Cục đá đâu bay vậy? Ê, bay ngồi đây nè. Gì? Cái bà áo trắng nè. Bà nào? Kìa cầm đá bá chọi kìa ông nội ơi. Ê, đừng ra, đừng lúc đầu ra. Bà cầm đá bá chọi. Cầm gạch, cầm gạch. Kìa, bà ngồi đó cầm đá bá chọi hoài luôn. Làm sao? Ủa sao bây giờ sao? Mất tiêu rồi. Hả? Mất tiêu rồi. Mới ngồi dưới đó mới lấy đá mới gạch trời bụp 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 ớn chết luôn. Rồi cái đóng gạch đó đó. Ừ đóng gạch đó đó. Đó làm gì vậy? Trên đó giống ơi. Trên đó giống trúng lỏng ấy, nhìn dễ đá vậy bay trúng. Đó. Cái cánh thợ cái gì trên đây vậy nè? Thợ gì đó mà giống lại đó dưới sập rồi. Đi đi ụt xuống nguyên con. Đi đi sẽ sập xuống ụt nguyên con sao rồi luôn. Sao vậy? Sao biết sao? Dạ, đứng hình luôn kìa, dạ, ngồi. Không biết suy nghĩ gì giờ nè. Rồi không nói cúng. Cúng hả? Ừ. Bây giờ ban ngày họ đâu xuất hiện cho mình thấy nhiều đâu. Cúng cho coi, coi cái bà này với cái. Ê, mình cúng thử coi có ba vòng, hai vòng kia xuất hiện chung với ba vòng bé bé này không? Hả? Cúng thử coi hai vòng áo trắng kia xuất hiện chung với vòng bé này không? Mà không biết đâu à. Bởi vậy? Mà không thấy người kia. Ừ. Mà ngày nãy mới thấy người nào? Thấy cái bà giữ á, cái bà áo trắng ngắn á. Ở đây tao lên đây xíu kìa. Kìa, đi mất tiêu kìa, bỏ mình kìa. Kìa, đi kìa. Kìa, đi đâu dữ vậy? Vậy? Đi đâu dữ vậy? Tính qua cái chỗ đó thôi. Mày có cái gì vậy trời? Hôm qua anh đó gửi coi cái khánh nó thợ gì. Nhắm qua đâu cho nó ghê lắm á. Ừ. Kế mẹ. Mưa rồi. Mày kêu ào ào kìa. Nghe tiếng không? Tới rồi. Ê, lấy đồ đi, lấy đồ lấy cúng kiếm chỗ nào trú mưa đi. Sẵn mình cúng luôn. Nè đây nè. Đây luôn hả? Ừ. Đây sao đặt máy. Được mà, đặt dùm vô. Ở đây. Ở đây được không? Mà ở đây gió này nọ ghê vậy. To lên một cái chân kìa. Cầm ngoài luôn. Mà hình như ở này gió ở trong chỗ ga. Đặt lại đi, cúng luôn đi. Gió trong chỗ ga mày ơi. Thấy nhang bay ra không? Ừ. Chỗ này tôi dơm vô.
Ê! Cung đầu cũng đầy hay gì? Gì? Cũng đầy gì? Cung phía ngoài trước rồi nè. Cháo qua đi, xích vô chổng đi. Đây khoát. Đây là cái gì? Nó bò lên nữa kìa. Đâu? Thấy đồ đồ thấy là đâu? Nè, ngay dách đây nè. Con thú gì vậy? Thì đi bước lên. Dách này là thấy không? Không có gì đâu. Ngay cái dách phía trên, phía đây nè, ngay dưới nước nghe. Đi rồi mà có thấy gì đâu, máy thấy gì đâu. Ủa? Để đặt đặt máy này đi. Cũng trong đó. Đúng không gọng được nha. Gọng vừa thôi đủ thôi. Để gặn với gọng xíu mới được. Ủa má không có gọng được ta? Gì? Sao mà không gọng được? Gì? Ừ, 5 chấm không cũng 5 được, 1 chấm không à. À, tao phá rồi. Ở đây. Tao không để cũng gần, để cũng rộng chứ. Xuống thoải mái tao bị man rồi. Thế sao tại gần quá bấm có hẹn luôn, lúc gần đó luôn, tới chỗ cúng luôn á. Cái mấy dưới tới rồi cúng á. Kệ đi, tại nó còn bị... nếu bẻ xuống quá thì nó cúp nút cái này nè. Thoải mái tao bị tâm thần phân liệt rồi. Kệ đi. Cho nên thì không cảm đi cúng long bi không ông nữ không à có đem bia đem nè bánh nào mình cúng bánh đi mình cúng bánh cũng được nước được rồi bánh bia tiền ê cái sắp kia xài rồi lấy cắt sắp này đi xài đó đi ừ. Ừ. Bọn mày chứ cúng nè cũng còn nè cúng này chứ đi gì nó còn nguyên tính đây ta cái gì nhưng mà không mình đốt còn tới đó tắt gì đó chín năm bị nhíu đầu nè cầm đây đây là 6 tấm rồi đó trời cũng hầm ghê anh trời đỡ ngoài dữ nữa đây giờ mà nhằn ngói nó mát lấy hai bộ đồ thế đi bộ đồ này nó rẻ bộ kia nhưng mà nó cũng mới gian nó cũng năm màu núi sắc vậy đó thì cái miễn sao giống được rồi. Bỏ nó cái đậu nó cái đậu nó dồi hình như lúc tôi thấy lúc mà con dơ nó bay ra bay vô ở đây là không thấy cái đứa bé bây giờ nó bay lần lại đúng không mà nó ra đây nó ra mà ngược vô nữa hả mà tới đó đậu ngược ra nó ngược vô đó, nó ngược ra nước nữa này mà ấy bắn nước luôn ấy kìa thấy không đó cái trường lên kìa nó ngồi gì Phật ủa mà sao đứa bé này đâu ra nằm dưới đây mày nhìn đi ghê vậy ừ mà sao xuất hiện ở trên này thấy như học sinh vậy mà bãi không là bóng khác nữa ta ai biết nó mô gì Phật tôi không biết vong linh ở đây lớn nhỏ hay là mắc ở đây bao nhiêu lâu rồi ở đây thì hai con cháu của bài gì cũng rồi
chưa mà. Nãy giờ ở đây hai con cháu tôi có bài cái lễ cúng nè, thì vong linh đó khác đến đây mà nhận ha. Ở đây tôi cúng chung cho tất cả vong linh vong hồn ở đây, không có riêng ai cả. Sao cài đủ luôn. Nếu mà đói khác thì lên đây dùng ha. Với lại ở đây có thắp nhang. Sao có hai cây anh cài vậy? Hai cây thắp. Hai cây bên đây nữa. Tiêu rồi. Cái lỗ này không biết có gì dưới này nữa. Mở lỗ rồi xuống dưới chắc. Đừng xuống. Chắc bỏ cho mình. Tốt nhất đừng xuống. Vì sao? Giờ lại bà cho à. Lâu năm nữa. Rồi... Thì cái này nó biết làm sao. Đúng luôn. Chứ cái này mưa đồ lâu nà nữa. Hai con cháu ngồi đây chứ cũng gán mà sợ. Mấy này nó lâu năm giờ tháng. À, bán ăn gian vô có nửa hũ. Bị méo. Không có nửa hũ à. Bán nửa. Ờ à, nó lưng lưng. Con ta đầy hũ luôn, đầy luôn nè. Có nó phân nửa à. Ăn gian. Ngày bỏ mấy quỷ vô để ngồi đây lăn lóc luôn. Nam mô Di Đà Phật. Thì vong linh ơi, đã đâu lần hai cô cháu đến đây rồi, nhưng mà có thể là hai cô cháu á, cái ngôn từ cũng như lời nói chưa có có làm cho vong linh thấu hiểu được cái tâm tư nguyện vọng của hai cô cháu đặt vào đây. Hôm nay bày lên cái lễ cúng này, mong rằng có thể quy tụ tất cả những vong linh hương hồn nếu mà đối khác đến đây mà thọ hưởng những cái này. Hai cô cháu tôi thành tâm cúng để là chia cho vong linh ở đây một chút duyên, cũng như là muốn là nếu có thể thì hai cậu cháu cũng mong rằng hồi hướng giúp đỡ vong linh sớm ngày siêu thoát, không phải lạnh lẽo của nơi hoang vu này hoài. Thì mong rằng vong linh hương hồn ở đây, tất cả vong linh hương hồn ở đây thấu hiểu mà nghe những gì hai cậu cháu nói rồi sớm sám hối và quay đầu ha. Nhưng mà vong linh đây cần gì có thể trực tiếp xuất hiện và giao tiếp với chúng tôi thì hai cháu tôi cũng sẵn sàng để mà dưới này nè. Giúp đỡ mềm. Ui. Mềm mèo luôn, mềm ẹo luôn, sức luôn. Đây được không? Cấm gì kỳ nè, cứ ngắt à. Bây giờ hai chúng tôi xin phép rời đi, để lại cái lần cúng này để mong rằng là vong linh đến đây thờ phượng nha. Nam mô Di Đà Phật. Dê quá, chỗ này dê quá. Mình nói đỡ này phải không? Cúng đang tầm kia nè. Thì giống cái nó dày đỡ rồi ngồi đó gạch không à. Máy tao nó gầm gần quá. Máy tao phải dung gần quá. Thôi chạy đi. Sáng quá thì nó. Đi. Chạy đi. Tại vì nó độ sáng tăng lên rồi.
chứ. Ừ. Còn cái bà kia, hai bà kia em thấy nha. Nãy giờ biết được bà kia có thể hỏi. Bà vô đây để coi. Chào gì Phật, chào cô, chào bé. Thì chúng tôi đến đây thì mục đích là để giúp đỡ các hung linh vong hồn để mà có thể sớm tìm được nơi giải thoát và để siêu sinh. Thì không biết nguyên nhân như thế nào mà vong linh của cô này như thế nào, không biết là mắc lâu chưa. Có phải vong linh ở đây vì giây phút ham chơi nào đó mà đến đây mà bị tai nạn hay cái gì đó chết đi hả? Hay là ở đâu mà đến đây? Đi chơi. Mông của bé ở đây mất lâu chưa? Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ vong linh chứ không phải đến đây để chơi. Nếu mà vong linh có điều gì mà phước ức cũng như là muốn chúng tôi giúp đỡ điều gì thì tỏ bài ra đây. Ở đây thì có một ít bánh, nãy giờ vong linh có đến đây nhận được không? Còn vong linh nãy giờ ở đây thì có vong linh nào khác ở đây với vong linh không? Có vong linh nào đến đây tỏ hưởng nữa không, hay là một mình vong linh thôi? Hả? Không trả lời vô. Cái gì? Bây giờ linh xuất hiện đây mục đích gì? Mục đích là đi chơi. Bây giờ nếu mà có nhu cầu mà muốn được về một nơi khác để mà tu tập, để mà sớm siêu thoát thành của người mới á, thì chúng tôi giúp đỡ cho. Còn không biết là đến đây là bị do nhân sao mà mắc ở đây? Do đi chơi mắc. Hiện tại á, ở đây á, là hai cậu cháu tôi á có cúng đều ở đây rồi, vì hai cậu cháu đây hiện tại đang giải thích vong linh hiểu, mong rằng là vong linh có thể lắng nghe và hiểu để chúng tôi dễ dàng có thể biết được vong linh mong muốn điều gì, để hai cậu cháu tìm cách giúp đỡ cũng như tháo gỡ những cái điều mà vong linh đang vướng mắc. Bây giờ tôi nói vong linh nghe thì vong linh giống vậy là chết rồi, hiện tại là cái hình hài vong linh còn ở đây chỉ là đầu một cái vong hồn không thể xác. Nếu mà vong linh cứ mãi ở đây thì có thể vong linh tự hại bản thân mình, có thể lâu ngày vài tháng có những vong linh khác đến đây làm hại, hoặc là thầy bùa người ta bắt. Ở đây có chúng tôi thì hai chúng tôi nguyện là giúp đỡ dẫn dắt cho vong linh về chùa hoặc là về một cái nơi khác để cho vong linh sớm tìm được cái nơi mà tốt để sau này tu tập để giải thoát. Chúng tôi không có tâm ý xấu xa hoặc là có ý gì mà muốn làm hại vong linh cả. Tôi biết vong linh cũng có sự lo sợ, nhưng mà đây là cả tấm lòng hai của cháu mang đến, mong rằng là vong linh thấu hiểu. Bây giờ hiện tại giờ hương linh đây có suy nghĩ như nào, muốn được đi không? Đi chơi á thì lúc là con người mới đi chơi được, còn mình là vong linh bây giờ mình mắc đâu mà đó, bây giờ cũng không thể nào đi lãng quãng cái khơi được, tại đi đôi khi gặp những cái người ta bắt hồn bắt vong để người ta làm âm binh sai khiến này nọ thì lại khổ đó. Thì giờ cố gắng về nơi chùa tập tu tập đi, để mà chuyện kiếp làm người đi, rồi muốn đi đâu đi ha. Vậy Hương Linh thế nào, chịu không? Ở nơi đây á, hiện tại là có bao nhiêu vong linh? Trả lời gì mà đi chơi mà. Nó còn nhỏ còn ham chơi. Bây giờ gì đi, giờ theo chúng tôi đi chơi chịu không? Giờ theo chúng tôi đi chơi.
Ở này có nhiều cái chơi lắm và cũng có nhiều người khác vui lắm. Họ cũng ở đó, họ cũng ẩn náu ở đó để họ mà họ nghe kinh kệ để mà họ có thể siêu thoát làm người, cái đó vui lắm. Chứ giờ mình ở đây một mình nó lạnh lẽo với lại đâu cô đơn thế này thì đâu có gì nó vui đâu, đi chơi đúng không? Mày nghe lời đi, đi theo chúng tôi đi, chúng tôi dắt về một nơi rất là vui. Nếu mà cô cứ mãi đi hoài á thì khi mà nơi đây người ta phá bỏ rồi, cô lại tiếp tục đi tìm một cái nơi khác. Và cô cứ cái mãi lẩn quẩn theo một cái con đường như vậy thì đến bao giờ cô mới siêu thoát? Cô muốn giống như chúng tôi không? Muốn ăn là ăn, muốn uống là uống, muốn đi đâu là đi, không có sự ràng buộc. Mà đây cho tôi hỏi cô là ông đây là nam hay nữ vậy? Bây giờ theo cậu cháu tôi đi, cậu cháu tôi đưa về một nơi chơi vui lắm. Chịu không? Đi chơi, dắt đi chơi mà giờ chịu đi không? Giờ chịu đi không? Chịu đi, tôi dắt đi cho. Bây giờ chịu đi á thì hai cậu cháu tôi giúp cho đi. Đi đi rồi để đi đi, thấy đâu có vong linh khác đến rồi. Thật Con giữ khách đến bắt ngán chịu cô nghe. đi chơi hay là có sự cản trở gì của vong linh nào đó này đây? Bây giờ đi, bây giờ chúng tôi cũng đã nói những điều cần nói và khuyên đã điều cần khuyên rồi. Bây giờ anh Linh, tôi sẽ bước ra ngoài, anh Linh đây suy nghĩ, nếu mà thật sự muốn được đi theo tôi để mà về một nơi khác tu tập hoặc muốn đi chơi theo tôi đi á, thì khi mà trở lại thì anh Linh còn đây, còn nếu mà không thì anh Linh cứ gọi đi, chịu không? Vong Linh hiện tại là bao nhiêu tuổi vậy? Hử? Nam hay nữ? Bây Mắc lâu giờ chưa? Bao nhiêu năm rồi? Nhớ không? Không nhớ lúc mà. mà mắc đó là cái nơi đây có chưa? Đó, Chưa nói trước được. ở đây. Trước là Lớn xịn. tuổi lắm rồi đó. Lớn tuổi. Tại Cái cái lò mình gạch á. này tự cửa mình á. Là cậu mình lên đó. Tới bây giờ hai cô cháu tôi cũng không biết làm sao, tại chúng tôi không muốn ép buộc phong linh nào cả. Đã có duyên gặp phong linh ở đây rồi, hai cậu cháu cũng đã bày tỏ hết ý rồi, thì có thể thì phong linh chưa hiểu và chưa có ở đây thì phong linh chưa gặp nhiều khó khăn cũng như là những cái quan gia khác, cho nên vong linh chưa biết sợ. Thì hai chúng tôi để cho vong linh ở đây và sẽ trở lại đây một ngày nào đó rằng nhất, nếu mà vong linh có tâm thành tâm và nguyện ý muốn đi á thì hai cậu cháu tôi trở lại giúp. Nam mô A Di Đà Phật. Đi cái hỏi sao cũng đi chơi Đi mà chơi không có trả lời với nhân sao được đâu mà giúp tại đỡ. còn nhỏ mà biết sao giờ. Mình thì bây giờ vậy cả nhà, cho thời gian đi rồi họ tự sám hối rồi họ mới biết được những Không cái thì chừng nào mà họ gặp những con linh dữ đến gặp người bắt hồn nữa để làm binh rồi họ biết cô đó con linh biết, tuy là họ mắc lâu rồi nhưng mà cái tâm thức của họ chỉ là một đứa bé thôi. Nhưng như lúc còn mắt, lúc mới mắt tính ra mà tuổi cũng 11 tuổi cũng hiểu rồi chứ. Cũng biết sợ rồi đó chứ. Tiếng ở phía bên kia Cũng biết sợ này nọ đây. đó. Chứ phải 2, 5, 7 tuổi gì mà biết sợ.
mới gặp bà kia nghe tiếng đó. Nãy giờ chứ lúc mình cũng đang biết có xuất hiện hay không. Không biết. Để luôn đi. Nó cháy tiếc nào. Gì? Đổ vô cháy lâu lắm. Cái con chân lớn. Tới cả nhà. Thì chắc con sẽ trở lại sau cả nhà. Con Linh cô đứa bé này nói chung thì còn nhỏ quá thì cũng không có hiểu chuyện mà cũng như thôi chưa có chấp nhận. Kệ từ từ đi, mình không có ép buộc được. Bây giờ cả nhà, hai cô cháu cũng xin phép cảm ơn cả nhà đã yêu thương và theo dõi cô cháu. Dạ. Hai cô cháu con xin phép rồi đi. Mô Di Phật chào cả nhà. Mô Di Phật.